cho chú quay phim cái này sao đẹp với người ta, dễ thương với hả? Biết hát không? Con biết hát không? Biết hát hả? Bây giờ mẹ con đâu rồi? Mẹ con làm gì chồng? Hả? Mẹ con làm gì chồng? Hả? Bé ngây thơ vô mọi người ơi. Mẹ giống như mẹ. Hồi đó mẹ có cho tiền con xài không? Hồi đó mẹ có cho tiền con ăn bánh không? Có hả? Mẹ thương ai nhất? Thiệt không? Giờ mẹ đi luôn rồi. Mẹ đi luôn, mẹ đâu có về. Thương mẹ không? Thiệt không? Ráng học giỏi nha. Mẹ muốn làm ca sĩ không? Làm ca sĩ giống như mẹ phải không? Thì ráng học giỏi lên. Rồi hôm nay con ăn cơm, mai nấu cơm cho con ăn. Ba hả? Rồi. Rồi đi học ai đưa rước? Ba luôn hả? Dọn dẹp nhà cửa là ai? Con hả? Con giỏi chưa ta? Gái giỏi chưa? Nay bao nhiêu tuổi rồi con? Nay con bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi hả? Bé 7 tuổi hả mọi người ơi? Bảy tuổi học lớp mấy? Lớp 2 hả? Giỏi với ta. Con giỏi chứ hả? Đừng có nhõng nhẽo ba nha, giờ mẹ đâu còn nữa, mẹ đâu có về. Đúng không? Mẹ đâu có về nữa. Rồi anh ngoan không? Anh mấy anh có ngoan không? Ngoan hả? Tội nghiệp. Mẹ làm gì chồng? Mẹ làm gì chồng? Sao chứ mẹ làm gì? Chơi chồng hả? Bé ngây thơ mọi người ơi. Dễ thương không? Bé rất là dễ thương. Chiều con ăn cơm chưa? Mấy chén? Giỏi chưa? Ăn cơm với gì? Bé nó ăn cơm với gà. Mày mốt lớn làm ca sĩ ha. Làm ca sĩ nhiều người biết. Con biết hát không? Hát hay giống mẹ không? Thiệt không? Dạ hả? Giỏi như ông ngoại bà ngoại ở đâu? Đâu ông ngoại bà ngoại con đâu? Ông ngoại bà ngoại mất hết rồi mọi người ơi. Còn ông nội bà nội? Rồi ông nội bà nội đang ở đâu? Ông nội bà nội có đến chưa? Bé dễ thương, đẹp gái. Mọi người. Đừng có lì nha. Phải ngoan á, mai mốt lo cho ba. Có lì không? Nhớ nha.
Nhìn nhìn bé rất là ngây thơ nha mọi người. Qua này con có đốt nhang cho mẹ không? Qua này con có đốt nhang cho mẹ chưa? Có con bé. Bé ngây thơ không biết mẹ mất không mọi người ơi. À, bây giờ cơm nước đưa đi học rồi dọn dẹp nhà cửa đồ đạc rồi lo cho con cái học tập là cũng là một mình chồng chị Hà Long Phương.